Xin chào tất cả quý vị, hôm nay là ngày 21 tháng 1 năm 2018. Thịnh Nguyễn lại có một dịp đến với khúc đường của khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, ngay gần cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh để ra cầu Sài Gòn. Và Thịnh Nguyễn cũng sẽ chia sẻ với quý vị một vài hình ảnh về khu vực của Vinhome Center Park. Quý vị đang thấy những dãy nhà đó chính là những cái lóc nhà 40 tầng của Vinhome Center Park. Và đặc biệt hơn nữa thì ngày hôm nay Thịnh sẽ quay một cảnh cảnh nhất của tòa nhà Landmark 81. Quý vị đang nhìn thấy tòa nhà đang từ từ vươn lên với độ cao gần gấp đôi với những lóc nhà của Vinhome Center Park. Vì tòa nhà Landmark 81 này là một trong những cái tòa nhà được xem là cao nhất của Việt Nam và sẽ là một trong 10 tòa nhà cao nhất thế giới. Ngày hôm nay thì có lẽ với cái góc nhìn này thì quý vị cũng đã nhìn thấy tòa nhà đã được xây dựng khoảng gần 80 tầng, gần đạt đến mức cao nhất. Và đây là cái cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, trước kia rất nổi tiếng, và nhìn xuyên qua hầm cầu bên kia thì đó là công trình trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh. Đó là tuyến metro số 1 đi từ khu vực chợ Bến Thành để đến đi Suối Tiên. Đây, Thịnh Nguyễn sẽ mời quý vị mình ngắm nhìn một cách rõ nét nhất. Vì công trình này đang trong quá trình xây dựng nên cũng còn khá là bề bộn về đường vào. Tuy nhiên có lẽ là chỉ trong vòng 3 đến 6 tháng nữa thôi thì quý vị thấy khu vực này sẽ trở thành một trong những khu vực rất đẹp và được xem là khu vực sống đẳng cấp nhất tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Mời quý vị nhìn lại tòa nhà Landmark vào dịp đầu năm 2018. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong những cập nhật mới nhất về tòa Landmark 81 này.